Đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Các em chú ý là đồ thị hàm số nha. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu hai cái đường. Đầu tiên đó là đường tiệm cận đứng. Ở đây thầy sẽ có một cái đồ thị như sau. Các em chú ý này. Đồ thị này. Hệ trục tọa độ OXY. Cái đồ thị của chúng ta đây. Thì chúng ta thấy ở đây chúng ta có một cái đường thẳng đứng này. Khi đó đồ thị hàm số của chúng ta, khi x tiến dần tới cái điểm này, thì rõ ràng là đồ thị hàm số của chúng ta là sát với cái đường đường thẳng đứng này. Thì cái đường này người ta gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Hiểu chưa? Cái đường này người ta gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Đấy. Đấy là tiệm cận đứng. Và cái đường thứ hai mà chúng ta cần nghiên cứu đó là tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang. Vẫn là hệ trục tọa độ OXY và vẫn là đồ thị hàm số đó. Chúng ta thấy có một cái đường ngang này. Khi đồ thị hàm số này, khi x tiến dần tới dương vô cùng, chúng ta thấy này, đồ thị nó tiến sát tới cái đường đường nằm ngang này, thì khi đó cái đường nằm ngang này người ta gọi là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Đúng chưa? Vậy thì trên cái đồ thị hàm số là như thế này. Vậy thì còn phần trên cái hàm số cơ bản thì làm thế nào để chúng ta sinh ra được đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Vậy thì chúng ta đi vào phần định nghĩa. Đầu tiên, tiệm cận ngang. Chúng ta có này, cho hàm số y bằng fx xác định trên một cái khoảng vô hạn. Các em chú ý nó phải là khoảng vô hạn nha. Thì nó những cái khoảng có dạng này, a cho đến dương vô cùng, âm vô cùng cho đến b, hoặc vô cùng âm vô cùng cho đến dương vô cùng. Được chưa? Khi đó cái đường thẳng y bằng y không được gọi là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số, hay gọi tắt là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nếu ít nhất một trong các điều kiện sau sẽ thỏa mãn này. Nhớ nhá, ít nhất một trong các. Đấy. Thì điều kiện đầu tiên đó là giới hạn của hàm số fx khi x tiến dần tới âm dương vô cùng bằng y không. Chưa? Giới hạn của hàm số fx khi x tiến dần tới dương vô cùng bằng y không. Chú ý. Hoặc là điều kiện thứ hai có thể xảy ra. Giới hạn của hàm số fx